86, tuyết rơi. Trước đây tôi luôn cho rằng câu chuyện này là kịch bản hư cấu nổi tiếng do Quan Hán Khanh sáng tác. Nào ngờ lại là chuyện thật. 7-8 năm trước, thông qua một tu sĩ trong Giàn Phật Thành, tôi được đến Đài Loan nghe Trương giáo sư thuật lại tỉ mỉ các việc lạ lùng mà bà đã trải qua. 30 năm trước, bà làm công tác từ thiện tại Đài Loan, chuyên tư vấn tâm lý, là người tiên phong vực dậy trào lưu tốt cho xã hội. Vì vậy mà các ủy viên công tác từ thiện ở Đài Loan đều gọi bà là Trương giáo sư. Tôi biết tên thật của bà, nhưng ở đây chúng ta cứ gọi bà là Trương giáo sư. Hiện nay, Trương giáo sư đang ở Mỹ. Tôi có điện thoại trò chuyện cùng với bà. Bà là cư sĩ tu tại gia, ăn chay trường, nói năng cẩn trọng, chuyên trì chú Đại Bi và niệm Phật, thường đi khắp nơi truyền bá Phật Pháp. Hiện nay, bà hơn 70 tuổi. Trước khi kể chuyện mình, Trương giáo sư đã mở đầu như sau. Những việc xảy ra cho tôi có nhiều linh dị. Tôi nghĩ không phải ai cũng gặp chuyện giống như mình. Nhưng chẳng thể ví các vị không gặp những chuyện này mà vào kết luận rằng đây là hoang đường, không có thực. Khi nghe xong câu chuyện của tôi, các vị muốn phê phán sao thì tùy. Tôi không dám có ý kiến, nhưng tôi kể hoàn toàn trung thực, quyết không hề vọng ngữ, và điểm này xin hãy tin tôi. Đây là câu chuyện nhân quả báo ứng, tuyệt hay, mà bút giả may mắn được nghe chính miệng Trương giáo sư kể ra. Thiết nghĩ, những người giữ chức vụ cao, nắm quyền sinh sát trong tay cũng nên xem, sẽ rất có ích. Giờ xin ghi lại, chia sẻ cùng quý vị. Trương giáo sư vào trường đại học muộn, do sinh con rồi mới thi, tốt nghiệp lúc 33 tuổi, lúc này bà đã có 3 con trai. Năm 33 tuổi, vào tháng 5, bà phát hiện mình mang thai, dự tính sẽ lâm bồn đúng vào ngày sinh nhật 34 của mình. Khi mẫu thân bà hay tin này, thì kiên quyết yêu cầu bà phá thai. Thấy mẹ mình xưa nay tin thờ Phật, lại ăn chay nhiều năm, luôn giữ giới bất sát nghiêm nhặt. Nhưng vì sao bây giờ lại yêu cầu mình phá thai? Bà Trương cảm thấy rất kỳ quái. Dù có gặng hỏi đến mấy, mẫu thân vẫn không chịu giải thích nguyên nhân. Khi Trương giáo sư mang thai, xảy ra hiện tượng rất lạ. Thứ nhất, trong người bà khó chịu, khiến phải thường xuyên đập đầu vào tường. Thứ hai, khi nôn ọe thì cứ đòi chồng và ba con trai phải đánh mình, còn buộc họ phải dốc hết sức mà đánh. Có vậy, bà mới thấy dễ chịu. Nếu chồng và con không chấp nhận, thì bà liền trở mặt với họ. Đây là hiện tượng kỳ quái mà những lần mang thai trước bà chưa hề bị qua. Khi bà Trương mang thai đến tháng thứ tư, thì bạn của thân mẫu bà là một tu sĩ ở Đài Trung có việc đến Đài Bắc, nên tiện đường ghé thăm nhà họ. Mỗi lần gặp vị tu sĩ này, Trương giáo sư đều đảnh lễ. Lần này, bà Trương lễ rồi, lại xin lễ thêm một lần nữa. Sư hỏi, vì sao lại muốn đảnh lễ ta thêm nữa? Dạ, đó là con lễ thai cho hài nhi trong bụng của con đó. Vị sư hoan hỷ nói. Được rồi, ta thu nhận bé. Nếu đã muốn cho cháu làm đồ đệ của ta, thì sau này có xảy ra chuyện gì, nhớ cho ta hay. Khi thai nhi được 6 tháng, ngày nọ, mẹ của Trương giáo sư muốn ăn một món chay ngon mà tiệm ăn lớn ở Đài Bắc mới có bán. Trương giáo sư là người con chí hiếu, luôn muốn làm cho mẹ vui lòng nên ráng sức đi mua. Khi bà ra khỏi nhà, bước lên xe buýt rồi, lạ một điều là người trên xe đều thấy bà mang cái bụng to. Nhưng chẳng ai muốn nhường chỗ cho. Thậm chí có kẻ còn vờ nhắm mắt lại để khỏi phải thấy, và không ai thèm để ý đến bà. Vì vậy, Trương giáo sư phải đứng suốt. Bỗng nhiên, xe tông phải vật nặng, thắng gấp khiến cho bà té nhào, dẫn tới động thai, phải chở đi cấp cứu. Tối đó, bà đau bụng dữ dội. Lúc này thai nhi chỉ mới hơn 6 tháng, nhưng bà đã sinh non. Bé tuy hình dạng còn rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra đây là một bé trai vô cùng xinh đẹp, tuấn tú. Bác sĩ bảo, do hài nhi sinh quá sớm,
họ đã làm hết sức mình, nhưng có cứu sống được bé chăng thì không dám đảm bảo. Vì vậy, Trường giáo sư đừng quá kỳ vọng. Trường giáo sư hết sức tự trách, giận mình không chịu an phận ở nhà để con trẻ được bình an sanh ra. Hiện tại, bé chỉ có thể nằm trong lồng kính. Bà rất mong Phật Bồ Tát sẽ gia trì cứu bé. Bỗng, bà sực nhớ đến vị sư cách đây không lâu đã ghé qua nhà bà, nên gọi điện báo cáo. Dạ thưa sư, con đã sinh rồi, em bé còn quá nhỏ, nhưng con hy vọng có thể cứu được nó. Sư nói, con muốn cứu nó ư? Tốt, vậy hãy làm theo yêu cầu của ta. Từ hôm nay, hãy bắt đầu ăn chay 100 ngày. Con thường tụng kinh gì? Dạ, con chuyên tụng Bạch Y Thần Chú ạ. À. Được rồi, vậy thì con cứ tụng chú này, nhưng phải tụng một dạng, tức 10.000 biến. Nếu muốn cứu cháu, thì buông điện thoại xuống là tụng ngay đi. Lúc này Trương giáo sư đang ở bệnh viện. Nghe sư phụ dạy như vậy, thì vội tụng Bạch Y Thần Chú không ngừng. Ngoại trừ lúc ngủ nghỉ ra, thời gian còn lại đều tụng suốt. Không bao lâu, bệnh viện bảo Trương giáo sư có thể về nhà. Về nhà, rồi hàng ngày bà ở trước Phật tụng chú, ngày ngày đều như thế. Khi bé được 1 tháng, tối đó bà bỗng thấy ác mộng. Trong mơ, đứa bé cứ lôi kéo bà. Bà cũng dằn lại. Bỗng bà buông tay ra, mặt đứa bé đen thui. Bà giật mình, tỉnh giấc. Nghĩ điềm mộng này ác chẳng lành, bèn bảo chồng gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm xem con thế nào rồi. Lúc này đã 3 giờ sáng, chồng bà ngại nên chưa gọi điện. Trong lúc ông do dự, thì bệnh viện đã gọi tới báo tin đứa bé vừa qua đời lúc 3 giờ khuya. Trường giáo sư nghe như vậy thì bật khóc. Sáng ra khoảng 6 giờ, vị sư ở Đài Trung đã bao xe đến nhà họ. Vừa vào cửa, sư liền bảo, chúc mừng bà. Trường giáo sư ngơ ngác, thầm nghĩ thằng bé con mình vừa mất, sao sư lại chúc mừng? Nhưng sư đã lên tiếng hỏi, phải chăng Hà Nhi ra đi lúc 3 giờ sáng? Trường giáo sư rất kinh ngạc, nói, dạ, sao ngài biết được ạ? Sư kể rõ nguồn cơn. Hồi hôm này, khoảng 12 giờ khuya, đứa bé đến từ biệt sư. Nó nói, con vốn muốn đem bà ấy đi, nhưng hiện tại vô phương đoạt mạng bà, bởi vì bà đối với mẫu thân một bề hiếu thuận. Mẹ bà muốn ăn cái gì, bà dù mang thai cái bụng to như vậy, cũng ráng đi mua đồ cho mẹ. Và do bị gặp tai nạn xe như vậy, khiến con không đủ khí lực để sống trong bụng bà. Con vốn định vào đúng ngày sinh nhật 34 tuổi của bà sẽ bắt bà đi. Sư hỏi, con theo bà rốt cuộc là có thù oán gì? Bé đáp, đây là mối thù truyền kiếp. Cách đây nhiều đời, bà ấy từng là tham quan, đã phán án sai, khiến con bị chết oan. Vì vậy, con để bà từ lúc hoài thai là bắt đầu bị hành hạ, chính là để trả mối thù lúc con bị tra tấn trong ngục. Con khiến bà hút đầu vào tường, kêu chồng con đánh đập mình là để rửa mối hận lúc con ở trong ngục thọ cực hình tan khóc. Nhưng hiện tại, từ lúc bà sinh con ra rồi thì không ngừng niệm Phật. Do bà niệm Phật nên chung quanh bà luôn được Phật Bồ Tát che chở, chúc phúc. Vì vậy, con vô phương tiếp cận, không có cơ hội để bắt bà đi. Nhưng con chẳng cam tâm, luôn chờ đợi. Do trong nhà bà có Phật đường, con không cách chi vào được. Vì trong nhà bà luôn được các tôn tượng Phật bảo hộ, che chở, cho nên hiện tại con không đủ sức, con muốn kéo bà đi cũng không được.
đành phải bỏ đi. Sư bảo Trương giáo sư, bà không nên lưu luyến đứa bé này, nó đến là để báo thù, muốn đoạt mạng, bắt bà đi. Nghe vậy, lúc này, mẫu thân của Trương giáo sư mới kể ra việc khuất tất trong dòng họ. Dòng họ Trương giáo sư phát sinh chuyện rất kỳ lạ. Ông nội, ông cố, phụ thân bà, đều đúng ngày sinh nhật năm 36 tuổi thì tạ thế. Điều này xảy ra liên tục suốt năm đời. Các trưởng nam của dòng họ đều vô phương sống quá 36 tuổi. Số mệnh của họ cứ đúng ngày sinh nhật 36 là lìa nhân gian. Còn phía con gái thì các trưởng nữ cứ đến sinh nhật 34 là tạ thế, không ai thoát khỏi. Chuyện này mặc dù mẫu thân bà biết rất rõ, nhưng không dám nói cho Trương giáo sư nghe vì sợ con mình sẽ bị kích động. Bởi vì Trương giáo sư cũng là trưởng nữ. Đây là lý do vì sao mẹ Trương giáo sư kiên quyết muốn bà phải phá bỏ thai nhi. Trương giáo sư có ba trai, mỗi mỗi đều ưu tú. Nhất là con cả, tốt nghiệp đại học xong thì đi Mỹ du học, sau đó thành gia lập nghiệp. Hai năm trước, Trương giáo sư từ Mỹ sang thăm con trai thứ hai và con trai út tại Đài Loan, thì bỗng nhận được điện thoại báo tin cậu cả đang tắm, bỗng bị ngạt thở, hiện đang cấp cứu. Khi bà về đến Mỹ, thì cậu cả đã qua đời. Điều này đối với bà như sét đánh gang tai, khiến bà suy sụp, té xỉu. Nhờ mẫu thân khuyên giải, nên bà ráng nén đau đớn để lo xong 49 ngày cho con. Lúc này, hầu như bà đêm ngày đều khóc, ai an ủi cũng vô dụng. Con trai út của bà cũng tới Los Angeles, thậm chí phải nghỉ công tác để khuyên dỗ mẹ nguôi sầu. Trương giáo sư cũng hy vọng mình có thể thoát ra khỏi nỗi đau. Thế là bà nảy ý đến một ngôi chùa mà thuở giờ chưa từng ghé qua, hy vọng Phật Bồ Tát có thể giúp tâm tư bà bình ổn lại. Từ 10 năm trước, Trương giáo sư đã biết ngôi chùa này, nhưng chưa bao giờ đến viếng. Hôm đó, bà đi cùng chồng và con trai út. Vừa vào cửa thì thấy trong Phật đường có hai người, một vị là Pháp Sư Hương Cảng, một vị là cư sĩ tại gia. Vị tu sĩ Hương Cảng vừa thấy bà Trương thì nhìn chăm chăm, mà Trương giáo sư lúc đó hễ thấy người thì khóc. Pháp Sư liền hỏi nguyên nhân, biết việc rồi, thì ông bảo với Trương giáo sư rằng, hãy yên tâm, tôi sẽ lo giúp cho bà. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng Pháp Sư xin số điện thoại của bà và hẹn ngày mai gặp. Sau đó mỗi tuần, ông đều hẹn gặp và trò chuyện cùng bà. Ông thường nói, thế gian vô thường, luôn có sinh ly tử biệt, mục đích là để an ủi cảnh tỉnh bà, nhưng bà chẳng thể nào thoát ra khỏi vực thẳm khổ sầu. Thực sự thì cả đời Trương giáo sư chưa làm điều gì đáng thẹn với lương tâm. Tại Đài Loan, bà một bề tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ bao nhiêu người, không hiểu tại sao gặp phải cảnh này. Một hôm, Pháp Sư gọi điện cho bà, mời bà đến, rồi muốn nói rằng, ông muốn giúp bà, nhưng phải đúng bệnh cho thuốc. Nhưng ông tra không ra, nhân quả khuất tất, nên vô phương giúp bà. Ông nói, ông có thỉnh một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ Đại Lục, hiện để tại Phật đường của mình, và hỏi rằng, bà có thích Bồ Tát Quan Thế Âm chăng? Dạ, con từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Bồ Tát Quan Thế Âm. Pháp Sư bảo, tôi sắp thế này, để thỉnh Bồ Tát Quan Âm về nhà, trước tiên bà hãy đi mua 66cm giả vàng, hai bó hoa cúc cùng hoa trái đèn hương, rồi sáng mai đến thỉnh. Hôm đó, bà cùng con trai đi đến tiệm vải để chọn. Trong đây, vải vàng rất nhiều. Bà cho chữ, chẳng biết mua loại nào, thì bỗng thấy một khúc vải rất đặc biệt, liền cầm lên, chuẩn bị trả tiền. Bà chủ tiệm nói, khúc vải này không bán, bởi vì nó ít quá, mua về cũng không thể dùng làm gì. Trương giáo sư liền đo thử, kết quả vừa đúng 66cm. Thế là bà mua ngay. Bà đi ngang hàng hoa, tiệm còn đúng hai bó hoa cúc. Bà mua luôn, và hôm sau đi thỉnh tượng Quan Thế Âm về nhà. Từ đó trở đi,
Đã qua 2 tháng hơn, Trương giáo sư vẫn cảm thấy rất thống khổ, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Lần nọ, bà đến chỗ pháp sư, ông hỏi: "Tôi nhất định phải tra cho rõ nhân quả của bà. Chuyện bà không giống như người bình thường, tôi phải dùng cách thức đặc biệt để giúp bà." Rồi ông đưa cho bà một tờ giấy đỏ và một bao thư, nói: "Trên tờ giấy này bà hãy viết ra kim, mộc, thủy, quả, thổ. Kim là viết về gia thế, gốc gác xuất sinh. Mộc là viết về bạn bè, công việc. Thủy là viết ra tên họ toàn gia. Quả, kiếp này bà có quan khuất gì. Thổ, bà có nguyện vọng gì. Thế nhưng cần chú ý một điểm, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai xem qua, bao gồm cả chồng, con bà và ngay cả tôi nữa. Viết xong rồi thì tại ngày, giờ, tháng, năm đó, đối trước phương hướng đó, đọc 5 lần, liên tục 3 ngày, đọc tổng cộng 15 lần. Xong đem đốt đi, rồi bỏ tro vào bao thư này, đặt dưới gối nằm." Trường giáo sư làm y theo lời thầy nói, viết tổng cộng hơn 1.600 từ, đọc đủ 15 lần, rồi đốt đi, bỏ vào bao thư, đặt dưới gối. Được 1 tuần, pháp sư gọi điện đến cho bà, hỏi: "Trong thời gian này, không có hiện tượng gì phát sinh ư?" Trường giáo sư đáp: "Dạ không." Đến ngày thứ 10, thầy gọi điện tới nói: "Chúc mừng bà, tôi đã tra rõ nhân quả của bà, giờ hãy mau đến chỗ của tôi." Con trai út bà cũng đồng đi với bà. Đến chỗ pháp sư, bà thấy trên bàn ông đặt sẵn một tờ giấy vàng rất lớn, trên ghi chi chít chữ. Pháp sư nói: "Đêm qua tôi ngồi tĩnh tọa suốt đến sáng, cuối cùng từ trong thủy đàn đã tra được hết rồi. Nghĩa là trong nước hiện chữ gì tôi đều chép ra, phải mất mấy tiếng mới chép xong. Tất cả tôi đều ghi hết trong tờ giấy này, bà xem xong thì sẽ hiểu ngay." Sau đó pháp sư bảo bà: "Còn có 2 tên cho bà xem đây." Bà vừa nhìn liền nói: "Hai người này đương nhiên con biết, họ đến là để đòi nợ con." Pháp sư nói: "Có phải bà rất hận 2 người này? "Dạ đúng." "Bà không nên hận họ, bởi vì đời trước bà nợ họ. Đừng hận nữa, việc gì cũng đều có nhân quả của nó." Tiếp đến, pháp sư đưa tờ giấy vàng cho bà đọc và nói: "Khi đọc đoạn thứ nhất, lòng bà sẽ hết sức sợ hãi. Nhưng đọc đến đoạn thứ hai, bà sẽ rất kinh ngạc. Lúc đọc đến đoạn thứ ba, bà cảm thấy an ủi vô cùng." Thế là bà bắt đầu đọc tư liệu rất dài, vì cả trang giấy to lớn ghi rõ hết chuyện đời trước của bà. Điều đáng ngạc nhiên là câu chuyện nhân quả báo ứng này cũng giống như vị pháp sư Đài Trung từng kể 19 năm trước, nhưng ở đây ghi cụ thể, tỉ mỉ hơn, có tên họ hẳn hoi. Đây là câu chuyện Đậu Nga kỳ án, nổi danh trong lịch sử mà ai cũng biết. Chuyện hoàn toàn có thật, được ghi như sau. Trường giáo sư kiếp trước là quan thái thú Đào Ngột, một tham quan hủ bại, không ác nào mà không làm. Ông đã bắt Đậu Nga hạ ngục, xử nàng chết oan. Đậu Nga nhân đây cùng tham quan kết huyết hải thâm thù, phát thệ đời đời sẽ truy tìm báo oán rửa hận, làm cho gia tộc kẻ thù luôn bị cảnh gia phá nhân vong. Đọc đoạn này bà sợ đến phát run. Sơ lược câu chuyện Đậu Nga kỳ án: dân nữ Đậu Nga từ nhỏ mồ côi mẹ, phụ thân là một tú tài nghèo tên Đậu Thiên Chương. Do muốn lên kinh ứng thí mà không có tiền đi đường, nên đã vay nóng số tiền là 20 lạng bạc của bà quả phụ họ Thái. Nào ngờ năm sau, do số nợ lãi suất cao, biến thành 40 lạng, ông Chương vô phương đền trả, đành phải đem con gái là Đậu Nga vừa gán nợ, vừa làm đồng dưỡng tức. Tức có nghĩa là cô dâu nhỏ được nhà trai nuôi từ bé. Đậu Nga ở nhà bà Thái được 10 năm, thì được gả làm dâu nhà họ Thái. Nhưng chưa đầy 2 năm, chồng nàng chết đi, Đậu Nga ngoá bụa đành ở vậy cùng với mẹ chồng.
Lúc này, tại Sở Châu có Trương Lưu Nhi là một thanh niên lưu manh. Hắn hợp cùng với lão Trương là cha mình, xúm nhau bắt nạt, ức hiếp hai quả phụ nhà họ Thái, ép buộc bà Thái phải lấy lão Trương. Bà mẹ chồng họ Thái vì muốn bảo toàn tính mệnh, bất đắc dĩ phải ưng lão Trương. Nhưng giả tâm Trương Lưu Nhi không dừng ở đây, hắn muốn ép Đậu Nga lấy hắn. Đậu Nga cương quyết từ chối, Trương Lưu Nhi bèn lập mưu hãm hại nàng. Hôm nọ, mẹ chồng nàng bị bệnh. Đậu Nga nấu canh bổ, đem dâng cho bà dùng. Nhưng Trương Lưu Nhi đã lén bỏ độc vào canh. Thầm tính là trước tiên giết chết bà Thái, rồi sau đó ép Đậu Nga thành thân với Bình. Nào ngờ lúc đó bà Thái buồn nôn nên không dùng canh. Lão Trương thấy đồ ngon, bèn giành lấy ăn sạch. Trong chốc lát thì thuốc độc phát tác, ông ngã xuống lìa đời. Việc xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính. Trương Lưu Nhi muốn hại mẹ kế, thành ra giết chết cha ruột. Hắn gian hoa đổ hết tội giết người cho Đậu Nga và thưa kiện lên quan. Tri phủ Sở Châu vốn là một tham quan, do nhận nhiều bạc của Trương Lư đút lót nên đã dùng cực hình bức cung ép Đậu Nga phải nhận tội. Nhưng Đậu Nga thà bị đánh chết chứ nhất quyết không nhận tội, do vậy tri phủ bèn chuyển qua tra tấn, đánh đập bà Thái. Thương mẹ chồng, vì muốn cứu bà thoát đòn roi bạo hình, Đậu Nga đành gạt lệ nhận tội. Thế là nàng bị phán tử hình, bị trói dẫn ra pháp trường. Lúc đó Đậu Nga lòng đầy bi phẫn, nàng chỉ trời đất trách rằng: trời ơi, ông để kẻ hiền bị áp bức xử quan mà cũng làm trời hay sao? Đất ơi, chẳng biết phân xấu tốt thiện ngay mà cũng làm đất hay sao? Khi đao phủ vung đại đao lên, ánh chớp sáng lóe, lúc này Đậu Nga ngước lên trời, đọc to ba lời quyền. Nàng thề rằng: một, nếu tôi bị án quan, khi đao chém qua đầu thì máu không rơi xuống đất mà bay thẳng đến Bạch Kỳ, không cho một giọt máu tươi nào dính vào thi thể của tôi trên mặt đất. Hai, trong suốt tháng 6, đang mùa hạ, trời phải làm tuyết rơi dày 3 thước, che phủ thi thể tôi. Ba, tôi chết rồi, toàn phủ Sở Châu phải liên tục bị hạn suốt 3 năm để chứng minh là tôi chết oan. Nàng thề xong, đao phủ vung đao chém, máu nàng quả nhiên bay thẳng lên Bạch Kỳ. Tiếp theo đó là suốt tháng 6, trời giáng đại tuyết phủ che thi thể nàng. Và sau khi nàng chết rồi, Sở Châu bị hạn suốt 3 năm. Ước nguyện của Đậu Nga đã được thực hiện, chứng minh rõ là nàng chết oan. Điều này đã giống lên lời hiệu triệu kinh thiên động địa, toàn thể bá tánh ở phủ Sở Châu đối với tham quan đào ngột vô cùng oán ghét và cực kỳ cảm thông cho nàng Đậu Nga trẻ tuổi chết oan. Câu chuyện lịch sử này về sau đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều kịch bản sản sinh, có kịch bản lấy tựa là Tháng 6 Tuyết Rơi, trải qua 100.000 năm nay luôn được tán thưởng, tác giả Quang Hán Khanh. Cũng nhờ đó mà nổi danh và được xem như bậc thầy, một nhà soạn kịch tài ba cấp thế giới. Nhưng trong kịch bản công diễn thì có thêm phần kết cuộc như thế này. Sau khi cha Đậu Nga là Đậu Thiên Chương lên kinh thi đậu làm cao quan, ông phụng lệnh vua đến Sở Châu khảo sát dân tình và phát hiện vùng này bị hạn. Suốt 3 năm trời không mưa một giọt, ông thầm nghĩ nhất định là có án oan, nên suốt đêm đó trông đèn tra lại vụ án Đậu Nga. Bỗng ánh sáng lóe lên, Đậu Nga xuất hiện, kể rõ oan tình, xin phụ thân chủ trì công đạo. Đậu Thiên Chương điều tra tỉ mỉ vụ án, cho xử lại và tuyên bố Đậu Nga vô tội, phán tử hình Trương Lưu Di cho hành quyết tại Sở Châu. Khi vừa tuyên án xong, trời mưa như trút. Khi bà Trương đọc đến đoạn thứ hai, đúng là rất ngạc nhiên, vì vào tháng đó, năm đó, bà đã viết tờ thiên biểu này làm y như pháp sư dạy và đốt đi, tất nhiên không để lộ cho ai đọc. Nhưng toàn bộ nội dung này, pháp sư đã nhận được đủ và chép lại,
đúng 1633 từ bà đã viết, giống như photocopy vậy. Đọc đến đoạn thứ ba, Pháp Sư đã tra ra và kết luận rằng hiện tại ngay trong đời này, Trương giáo sư chưa từng làm việc gì xấu. Lúc còn ở Đài Loan, bà đã giúp đỡ không biết bao nhiêu thanh thiếu niên nam nữ học tập tốt, khiến họ mở mang trí huệ. Bà là người con hiếu thuận, thờ mẹ hết lòng, việc gì cũng không dám làm trái ý mẫu thân. Nhưng đây, Pháp Sư khuyên bà hiện tại nên dốc sức sám hối. Ông nói, bà nên chí thành sám hối, chăm chỉ học Phật, tinh tấn tu. Đọc xong đoạn cuối cùng, bà cảm thấy phi thường an ủi. Liền đảnh lễ Pháp Sư, cảm tạ tất cả những gì ông đã làm cho bà. Pháp Sư vội nói, bà không cần cảm ơn tôi, đúng ra tôi phải cảm ơn bà. Bà biết vì sao tôi tới nơi này hay không? Vì nếu tôi chẳng tra ra chuyện nhân quả của bà, thì không được phép về Hương Cảng. Thấy bà Trương ngơ ngác không hiểu, vị tu sĩ liền giải thích. Sư phụ tôi vốn ở Hương Cảng, đã bế quan rồi, đúng lý thì phải bất vấn nhân gian sự, không lưu tâm tới việc thế gian nữa. Nhưng do trước đây từng thọ ơn bà, có lần bà đã cứu sống ông, mà trong lúc bế quan, ông phát hiện bà đang gặp nạn, rất thống khổ. Vì vậy, ông sai tôi, hãy đem tôn tượng Quan Thế Âm này đến Los Angeles, tìm cho ra bà. Nếu tìm không được, thì đừng hòng về Hương Cảng. Ngày đầu tiên tôi tới đây, chỉ biết đại khái tuổi của bà, dù bà ở rất gần. Nhưng Los Angeles rộng lớn như thế này, tôi biết đi đâu mà kiếm cho ra, nên cứ đinh ninh rằng mình khó bề quay về được. Tôi vào chùa này, hỏi thăm cầu mây xem có phụ nữ nào giống như bà. Tình cờ ghé qua chăng, nào về hôm sau thì bà xuất hiện. Tôi vừa gặp bà đã nhận ra ngay, đây chính là người mình đang tìm, đúng là người mà sư phụ buộc tôi tới gặp. Nhưng lúc đó tôi không tiện nói rõ, chỉ biết sốt sắng hứa sẽ giúp bà. Giờ đây chuyện nhân quả của bà đã tra xong, tôi sẽ mang tư liệu này về Hương Cảng. Bởi sư phụ tôi muốn giúp bà, nên ở Hương Cảng hiện giờ đang khai đàn, tổ chức pháp hội lễ giảng Phật, rất trang trọng quy mô. Bởi vì đây là nợ mạng tiền kiếp của bà, là án oan thiên cổ rất khó siêu độ, phải nhờ đến pháp hội cực kỳ lớn mới mong giải oan được. Hiện tại bà không cần phải lo nữa, tương lai bà sẽ có dịp đến Hương Cảng đảnh lễ sư phụ. Việc bà cần làm hiện thời là nên sám hối mỗi ngày. Trương giáo sư ngay giây phút đó xúc động vì cảm thấy mình tội nghiệp quá sâu nặng, liền từ bỏ công tác đang làm, nguyện dùng những ngày tháng còn lại này chuyên tâm sám hối. Kể xong câu chuyện của mình, Trương giáo sư kết luận, mỗi người chúng ta không nhất định đều phải trải qua những chuyện kỳ dị như thế này, nhưng từ chuyện của người khác, chúng ta cũng có thể rút tỉa được những bài học hay. Tôi chỉ tiếc mình sám hối quá muộn. Nếu có thể, mong các bạn trước hãy lo sám hối, thì những tội nghiệp vốn có tất sẽ được tiêu trừ. Biết chuyện Trương giáo sư rồi, bút giả xúc động sâu xa nên không ngại ghi hết ra, hy vọng người hữu duyên có thể nhờ xem câu chuyện này mà tỉnh ngộ, tu sửa thân tâm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chân thật của bài văn này. Trương giáo sư hiện đang ở tại Los Angeles. Sư phụ của tôi ở tại Mỹ cũng đã từng kiểm tra và xác nhận đây là câu chuyện hoàn toàn có thực. Phúc Đức Hải ghi. Lời người dịch. Nếu bạn đọc thắc mắc, bà Trương tạo tội thọ khổ đã đành, tại sao thân quyến cũng rước họa lây? Nếu từng xem qua các cuốn sách báo ứng rồi, ác bạn sẽ hiểu là đồng nghiệp chiêu cảm. Tham quan đào ngột ngày xưa không tạo ác đơn độc mà còn có cả phe cánh của ông. Những quan hệ cấp trên và thuộc hạ cũng có thể biến thành thân quyến đời sau. Cho nên theo luật nhân quả vận hành, có thù thì tìm đến báo, có nợ phải đền. Do vậy mà cả gia tộc bà đều phải nếm cuộc báo thù của Đậu Ga. Tôi đã tìm, dịch thêm câu chuyện Thái Minh Thông ở cuốn sách khác, đem sắp vào đây,
nhằm giúp độc giả sáng tỏ thêm về lý nhân quả báo ứng, hiểu rằng một người có thể đầu thai tới lui trong dòng tộc thọ báo tương tục. Khi dịch câu chuyện này xong, tôi rất ngạc nhiên. Trường giáo sư hiện đời là một phụ nữ đức hạnh, nhưng kiếp trước lại là tham quan ác độc. Nếu đem so quá khứ và hiện tại, thì thấy giống như là hai người khác nhau, tương phản hoàn toàn. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, tham quan đào gột sau khi xử án đậu Nga xong. Nội việc chứng kiến máu bay lên Bạch Kỳ, tháng 6 trời làm tuyết, và sau đó hạn hán 3 năm, cộng thêm lời dân chúng ta tháng chỉ trích, cũng đủ để cho ông sợ toát mồ hôi, sinh tâm ăn năn hối cải, tu hành cực mạnh rồi. Và chính nhờ cái tâm sám hối tha thiết tu sửa mạnh mẽ đó, đã chuyển đào ngột từ một kẻ ác độc trong kiếp quá khứ thành một kẻ đức hạnh đời hiện tại, bạc hết mọi dấu vết xấu xa lỗi lầm. Đến nỗi, khi kiểm điểm lại, đã thấy ngay trong đời này, y như chẳng còn mang theo một chút thối ác nào được di truyền từ quá khứ. Chỉ có kẻ bị hại là hận thù đời đời theo báo mà thôi. Còn Đậu Nga là cô gái đặc biệt, thông thường các nàng dâu hay nghịch với mẹ chồng, nhưng Đậu Nga thì khác, nàng cư xử rất tốt với mẹ chồng. Do không đỡ chứng kiến cảnh bà bị đòn roi, nàng chấp nhận hy sinh, nhận tội lỗi, lãnh án tử hình oan. Có thể nói, nàng là người có đức hạnh, cho nên mọi lời thề nguyện của nàng đều thành sự thật. Tôi nhớ đã từng đọc một truyện của Tây Phương, nhưng không biết truyện này có thật không? Kể về một tử tù bị tuyên án oan. Ông chỉ vào các nhân vật có chức quyền trong phiên tòa, thề rằng bộ ông sẽ không bao giờ bọc cỏ để chứng minh mình bị oan. Sau đó tại nghĩa trang, các mộ khác đều xanh cỏ, chỉ duy nhất ngôi mộ tử tù này là không bao giờ có cỏ mọc. Điều này khiến các nhân vật trong tòa chột dạ. Họ bèn nhờ người mang cỏ đến trồng trên mộ ông, nhưng cỏ chết hết. Mộ kẻ bị xử oan vẫn mãi mãi không mọc cỏ. Có vẻ như lời nguyền của những kẻ bị án oan có đức hạnh luôn được thực hiện. Thông thường, ở thân phận bình dân, khi mà mọi thứ sở hữu đều khiêm tốn, người ta ít có cơ hội tạo lỗi hơn so với lúc bản thân có chức quyền, địa vị cao. Tôi nhớ tới chuyện công chúa Thăng Hoa trong tập Báo Ứng Hiện Đời 1-2. Khi làm công chúa, nàng đoạt chồng của dân nữ và giết người không gớm tai. Hễ ai trái ý là nàng giết, tính nết kiêu căng, trịch thượng, quyền quy, ác độc. Nhưng lúc tái sanh làm thường dân, nàng lại rất hiền lành. Một con cua cũng không dám giết, thậm chí còn thiết tha niệm Phật cầu cho nó đừng bị chồng sát hại. Cũng một con người đó, quá khứ thì tàn nhẫn ác độc, nhưng hiện tại thì lại hiền lành, tốt nết. Tất cả những thay đổi này nói chung đều xuất phát từ lòng ăn năn hối cải, nguyện dứt ác, tu thiện mãnh liệt. Có lẽ nhờ vậy mà khi tái sinh, những người ác đó đã xóa hết tập quán tệ, chỉ còn lại những nết tốt, hành thiện, làm hành trang đem theo qua kiếp sau. Đó là điều đáng mừng cho họ. Nhưng không phải ai cũng biết giác tỉnh, sửa đổi mạnh như vậy. Thật chí lý khi Phật nói tạo si phước, tạo mà không có trí tuệ là tội nghiệp đời thứ ba. Bởi những phước báo đã tạo quá nhiều, nếu có lên trời, hưởng hết rồi cũng bị đọa. Còn nếu được ở dân gian hưởng phúc, thì sẽ sinh làm người quyền quý, giàu sang. Rồi chính vì những tiền của, quyền lực, tài sắc đó, người ta lại có cơ hội tạo tội nhiều hơn. Cho nên Phật luôn nhắc nhở ta phải tu theo chánh pháp để đời đời luôn có trí tuệ, dẫn lối soi đường, giúp ta không đọa lạc. Có một thanh niên trẻ không tin việc tiên đoán, bị người nhà lôi đến chỗ tôi. Anh ngồi thù lù trong một góc, căn bản là chẳng muốn hỏi gì. Người nhà thúc giục, anh la to: "Những kẻ bói toán tiên tri này nọ, thảy đều là lừa gạt người. Hơi đâu mà tin bọn thuật sĩ giang hồ chuyên lừa gạt, tất cả đều là hạng bịp bợm cả thôi." Tôi thản nhiên
bảo anh. Trong thế giới này, có thật, có giả, những hạng bịp lừa đúng là có rất nhiều. Sao anh không chịu dùng trí tuệ, thử động não để phân biệt xem ai giả, ai thật chứ? Anh đáp. Tôi mặc kệ, dù sao bạn cũng chỉ là kẻ lừa gạt mà thôi. Tôi bảo. Tôi biết rõ những việc của anh đó. Tôi không tin. Anh ta thẳng thừng đáp. Tôi mỉm cười nói. Hôm qua, anh bị té xe, chân phải bị thương chảy máu, có đúng không? Anh tròn mắt ngạc nhiên, nói. Tôi chưa kể cho bất kỳ ai, ngay cả người thân cũng không hay. Chỉ có mình tôi biết thôi. Bạn làm sao mà rành vậy? Rồi anh vén quần lên, chìa vết thương cho mọi người xem. Chân phải anh quả như bị thương, máu đã khô. Những chuyện tiên đoán linh nghiệm tính ra có rất nhiều, nhưng cũng có nhiều chuyện không linh. Vì sao lại không linh? Xin hãy nghe tôi kể. Câu chuyện thứ ba, quan lớn họ Đặng. Có một ông quan lớn họ Đặng muốn ra ứng cử bộ trưởng, còn có ba người nữa, họ Triệu, Trần, Lương cùng tranh chức này. Ông Đặng hỏi tôi. Ta có thể đắc cử bộ trưởng được không? Tôi đáp. Có thể. Được khoảng nửa năm, vị đắc cử chức bộ trưởng không phải họ Đặng mà là họ Trần. Ông Đặng nổi giận, tìm đến chất vấn tôi. Trách vì sao Băng Sơ nói là ông có thể làm bộ trưởng, nhưng tại sao đây lại không đúng? Anh bói toán kiểu gì vậy? Căn bản là có linh hay không hả? Chẳng phải ta đang lừa người hay sao? Bây giờ anh thử giải thích xem. Ông họ Đặng cáo kỉnh nói, tôi đã mặc tía tai không đáp được lời nào. Ông Đặng lại hỏi. Chẳng phải anh từng tiên đoán là tôi được hay sao? Thế này là thế nào? Tôi đành đáp. Thật sự là, lúc trước tôi nghe thần Phúc Lộc xác nhận vậy. Ông ta bảo sao, thì tôi truyền đạt y như vậy. Thần Phúc Lộc hả? Vậy thần Phúc Lộc ở đâu? Thần Phúc Lộc là vô hình. Ông chuyên coi về phúc lộc của con người. Tôi thấy và giao tiếp được. Nhưng mà ông thì không thể. Nè, đừng có nói bá láp bá xàm nữa nghe. Ông Đặng vừa biệt thị, vừa lộ vẻ bất mãn cực độ. Ngay lúc tôi bị người chất vấn mắng như vậy, bạn có thể tưởng tượng ra thảm cảnh này. Khi đó tôi cực kỳ lúng túng, hoàn toàn mất tinh thần, chỉ biết im lặng ngó lên không, kêu trời một mình. Nhưng bỗng một luồng sáng chiếu vào mắt tôi, thần Phúc Lộc đã xuất hiện. Ông dám nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, viết ra một chữ dâm. Cuối chữ dâm còn ghi ngày tháng phạm lỗi rất rõ. Tôi liền bảo họ Đặng. Thất cử là do ông phạm giới dâm. Ông Đặng đáp. Không có. Đúng ngày đó tháng đó mà. Ông Đặng quả quyết. Không có thiệt mà. Tôi gẫn người. Rõ ràng thần Phúc Lộc đã viết chữ dâm, còn ghi rõ mồn một, ngày, tháng, phạm lỗi. Chỉ thị hết sức rõ ràng, sao lại không có được? Tôi chẳng tin. Bèn bảo. Ông nghĩ kỹ lại xem. Ông Đặng ngẫm nghĩ, bấm tay tính toán ngày tháng một hồi, cuối cùng vẫn đáp. Không có mà. Lúc này, thần Phúc Lộc bèn giải thích cho tôi hiểu, Đặng đúng vào ngày đó đã nhìn trộm cô láng giềng tắm. Tôi nghe thần Phúc Lộc kể tội rình xem khuê nữ tắm, trong bụng mắt cười quá mà không dám cười. Tôi bảo ông Đặng. Chẳng phải lỗi tư thông, hành lạc, mà là nhìn trộm cô láng giềng tắm. Ông Đặng vừa nghe, ngây người một lúc, không nói năng gì, sau đó sẻn lẻn cúi đầu bỏ đi. Theo tôi được biết, tình huống ông Đặng phạm lỗi là thế này. Đúng ra là ông Đặng đáng được làm bộ trưởng, nhưng khoảng mấy tháng trước, có một cô gái vừa đến ở cạnh nhà ông Đặng. Cô này trông rất xinh đẹp, cao ráo, mỹ miều. Ông Đặng thấy vậy, để ý, dòm ngó. Nhà ông Đặng có cửa sổ đối diện với nhà tắm của cô gái. Ngày tháng đó, cô láng giềng vào nhà tắm, quên kéo rèm che cửa nên bị ông Đặng thấy được. Ông bèn đi lấy ống dòm, cầm lên ngắm cô từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, lòng cực kỳ hưng phấn, miệng cứ hít hà suýt xoa, luôn lẩm bẩm ước ao. Giá như bà được cùng em này qua đêm một lần, thì đúng là không uổng phí cuộc đời. Khi đó, ông Đặng mắt nhìn, tâm tưởng, lòng khởi đầy niệm tà. Thần Phúc Lộc nói rằng, mặc dù ông Đặng chưa có hành vi giao cấu thành tội với là cô láng giềng, nhưng lỡ như thấy cô ấy tắm là người đàng hoàng thì phải lo mà tránh đi. Đằng này
chẳng những ông Đặng không tránh, mà còn cầm kính viễn vọng lên nhìn, xăm soi tỉ mỉ từ đầu tới chân, không những mắt động, tâm động mà ý dâm phát khởi mạnh. Tuy không dẫn đến hành vi tư thông cùng người, nhưng cũng bị xem như phạm giới dâm. Vì vậy mà bị mất lộc vị. Hãy nhắn ông ta, cần phải lo tu bồi đức hạnh, tu sửa khoảng 6 năm nữa thì mới có thể ra làm bộ trưởng. Thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này, hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại, trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có Vương Tiên Sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người. Ông chế nước cặp nồi, dùng nắp đậy kín nồi, trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu đau không chịu nổi, nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật dã man. Chưa hết, rùa đang hoàng quại đau đớn dãy dụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi đổ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này, Vương Tiên Sinh tàn nhẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỏng rác cả lồng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà Vương Tiên Sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi Vương Tiên Sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể, chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó. Vô phương tiến thoái, ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước xối bắn vào miệng đau đớn, giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, Vương Tiên Sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của Vương Tiên Sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không chối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Vương Tiên Sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Vương Tiên Sinh nhận thọ quả báo thực khiến cho người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Công tử áo xanh. Phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có một gia đình ba nhân khẩu. Ông chồng thì thành thực, bà vợ siêng năng đảm đang, con gái họ 17 tuổi
mỹ lệ khả ái. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn, nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn, trước khi kết hôn cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước. Chỉ là lúc gặp mặt, bà thấy ông kiệm lời ít nói, cử chỉ thận trọng, bèn nghĩ thầm, đây là trượng phu có nề nếp, phong cách đáng để cho mình đương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi thì mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến cho bà chẳng cách chi dung nổi. Chẳng hạn như ăn cơm thì ông nhai chốc chết rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng ông nhai nuốt húp rồng rột. Còn khi ăn cơm thì dù mũi giải chảy như sông, ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắc đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo từ mông ông cứ nổ giòn liên thinh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng ngượng ngùng vô kể. Còn ông thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bóc hết vỏ. Cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện kể ra như thế này nghe rất vụn vặt, nhưng giữa chuyện vợ chồng đã vì vậy mà hụt hạt biết bao nhiêu lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười, mặc thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tửu hậu mà không hề biết mắc cỡ, giống như không có thể diện. Ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài. Do vậy, đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn, nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở. Phần bà, hễ nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán, phiền muộn ứ đầy. Con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó chưa từng được ông bồng ẩm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó, thì nó cũng ôm bất mãn đầy, vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha, bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hễ hai mẹ con đang trò chuyện, nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn, con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày, bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học nên hàng ngày đi đường nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ lúc ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi, nên phải phân phòng ở riêng, chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã 3 năm. Bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ, nên hiện thời bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò và bệnh hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết đây là ác duyên đời trước tụ hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy tôi gọi điện thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân X, nghèo khổ sống ở thâm sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ, ông X đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông, nghe nói
trên núi có cây du ngàn năm á, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi. Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán á, nhất định sẽ phát tài, kiếm bổn tiền. Ông Ít nghe xong, thập phần mừng rỡ. Thầm tính, tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông Ít trèo đèo lội suối lên tận núi cao và cuối cùng tìm được cây du to khoảng 3 người ôm. Ông thật là mừng vì được quá ước mơ, bèn cầm rìu khởi sự róc vỏ cây. Làm hồi lâu thấm mệt, ông dựng rìu dưới cây, trèo lên chán 3 cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc, nói mình đây là cây du, hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi, chỉ còn 3 năm nữa thôi thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết thì sẽ lâm vào cảnh công mất khí tận. Vì vậy cầu xin ông X hãy từ bi gia hạn, thư thả cho, để 3 năm sau hắn tới róc vỏ, mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ân. Nói xong, liền lạy ông X mấy cái. Lúc đó, ông X hét to. Không được, không được. Tôi đang cần cưới vợ, không thể nào đợi 3 năm được. Rồi ông X giật mình thức giấc. Công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Cuối cùng, ông X cũng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở, kiểm hàng, cân đo. Ông X do không biết chữ, nên vội nói. Tôi cực khổ dữ lắm, mới đem được thuốc quý về. Anh không được cân gian dối, lừa tôi đó ngang. Anh chủ tiệm liền đáp. Yên tâm đi, tôi mà dối gian hả, thì tôi làm con anh. Ông X đó, đời nay, chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây du ngàn năm, gặp thảm nạn bị lột hết da. Tục ngữ nói, người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói, chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt không da, không thể diện sao? Quả thực, bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước, rất quan hệ đến đời này. Chủ tiệm thuốc đúng là có cân gian của ông X hai lạng. Do lời thề nói láo làm con, nên giờ y phải sinh làm con, nhưng không còn mang thân trai mà là thân con gái. Bởi chính cho y đề xướng, chỉ điểm và xúi dục ông X róc vỏ cây du, phá hủy đạo nghiệp ngàn năm của cây, nên tội lỗi y cao nhất, đứng đầu. Vì thế mà đời này y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch duyên với mình, mang thân nữ so với thân nam khổ hơn rất nhiều. Huống nữa lại là một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới, vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao? Đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường, cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái. Hiểu rõ nhân quả kiếp trước đời này rồi, nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước. Bà cần phải sám hối với người chồng đời này, con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phụ thân. Sở dĩ ngày nay ông trở thành kẻ không thông tình đạt lý như thế đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí tâm sám hối vì cái du xưa mà tụng 49 biến kinh Địa Tạng. Khi nhân duyên hồi đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả 3 người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thâm. Có lẽ nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật ngót 3 năm nay nên được cảm ứng. Cũng có lẽ là cơ duyên họ đã thuần phục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân cội rễ mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng, thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh, hoan hỷ, tin giận. Nhất là con gái bà, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, bảo mẹ. Má ơi, má và ba chung sống 10 mấy năm nay, má cứ giận trách ba là không mặt không da. Té ra là tại má đã tuốt hết da vỏ thể diện của ba, nên mới ra nông nổi như vậy.
Câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui, nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại, cứ mỗi 2 tiếng, bà tụng xong một bộ kinh Địa Tạng, chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh Địa Tạng, sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày một bộ, hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới, nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh Địa Tạng, hiểu lý và hưởng được lợi ích. Tôi nghe xong thật mừng cho bà, chúc họ sớm thành gia đình Phật hóa thuận hòa, hạnh phúc mỹ mãn, phúc mỹ mãn. Tại một quán trọ nhỏ ven đường, một vị sư già đã bước vào và đứng yên từ lâu, nhưng chẳng ai để ý đến ông cả. Đó là một vị sư vóc người mảnh mai, khuôn mặt gầy gò, xương xẩu, nhưng luôn nở nụ cười hiền hòa, biểu lộ một tấm lòng từ bi bác ái. Cách đó không xa là một kiếm khách vừa từ ngoài bước vào, dáng người cao gầy, vẻ mặt khắc khổ, nghiêm nghị. Đó là vẻ khắc khổ của một kiếm khách đã hết thời, không còn đủ sức nuôi thân bằng võ nghệ, nên đành mang kiếm phiêu bạt trong chốn giang hồ, rày đây mai đó. Kiếm khách vừa bước vào quán, liền đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi cất tiếng sang sảng gọi người hầu bàn. Người hầu bàn chạy ra, đưa mắt lúng túng nhìn kiếm khách và nhà sư, không biết phải phục vụ người nào trước. Nhà sư ôn tồn bảo người hầu bàn: "Anh hãy dọn rượu thịt cho vị kiếm khách này trước, ta nghĩ ông ấy chắc còn nhiều việc gấp." Nghe vậy, chàng kiếm khách xua tay: "Không, anh hãy dọn thức ăn cho nhà sư này trước, chúng ta cần phải biết tôn kính những vị tu hành đạo cao đức trọng, còn cái giang hồ như ta đây đã quen lăn lộn không cần biệt đãi." Khi ấy, cả hai người liền quay sang chào nhau. Kiếm khách tự giới thiệu: "Tôi tên là Ta Mã Sum. Nếu đại sư cho phép, chúng ta ngồi cùng bàn nhé." Vị sư già vui vẻ gật đầu. Mã Sum liền bước đến ngồi xuống bàn ăn. Thức ăn dọn ra chỉ có cơm trắng, măng kho và ngó sen luộc. Qua câu chuyện trao đổi, họ mới biết cả hai đều đang trên đường đến Kyoto. Họ vui vẻ kết bạn cùng đi trên đoạn đường còn lại. Sau bữa cơm, hai người đã trở nên thân thiết. Hành lý của mỗi người đều chẳng có gì nhiều. Mã Sum chỉ mang theo 2 thanh kiếm, còn vị sư già thì khoác trên vai một túi vải rất cũ kỹ, trông rất nghèo nàn. Họ cùng nhau lên đường, vừa đi vừa trò chuyện rất tương đắc. Nhà sư kể về những chuyến đi hành đạo đó đây, còn Mã Sum thì kể lại những chuyện từng trải trên bước đường giang hồ phiêu bạt của mình. Con đường đi Kyoto thật nhộn nhịp, hành khách ngược xuôi, có đủ các hạng người. Có những khách hành hương viếng các đền chùa, lại có cả những người hát dạo, mãi võ, làm trò ảo thuật và rất nhiều hành khất đầu đội những chiếc nón thật lớn che kín cả khuôn mặt. Ta Mã Sum kể cho nhà sư nghe về dĩ vãng của mình, đã theo học những ai để trở thành kiếm sĩ, đã từng chiến đấu bao nhiêu trận và giết bao nhiêu người. Vị sư già im lặng, lắng nghe, không chê trách gì, dù ông không tán thành những sự giết chóc như thế. Ông nghĩ, không thể đòi hỏi tất cả người đời đều mẫu mực, đạo đức, suốt đời không làm hại ai, không giết ai, không gây buồn rầu, đau đớn cho ai. Ta Mã Sum là một kiếm khách, bổn phận nghề nghiệp của anh ta là phải đánh nhau, phải giết chóc. Ông không thể chỉ trích anh ta vì những hành động đó, vì xét cho cùng đó cũng là do nơi nghiệp duyên hình thành từ nhiều đời trước. Mặc dù vậy, vị sư cũng không bỏ qua cơ hội dùng lời khéo léo để chia sẻ với chàng kiếm khách những gì ông hiểu biết về nhân quả, về viễn cảnh thọ sinh của mỗi người sau khi chết tùy theo nghiệp nhân đã gây ra trong đời này.
Ông nhấn mạnh, bất cứ ai cũng có thể trở nên người tốt nếu chịu đi theo con đường hướng thiện, bởi bản chất mỗi người đều là hiền thiện. Trước khi chịu sự sai sử của những tâm niệm tham lam, sân hận và si mê, vị sư già cũng kể cho kiếm khách Tam Mã Sung nghe nhiều câu chuyện tích Phật giáo rất thú vị. Chẳng hạn như chuyện một vị hoàng tử Ấn Độ bị bà hoàng hậu độc ác móc mắt nhưng vẫn từ bi tha thứ, vì chàng biết rất rõ chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù. Sau mấy ngày làm bạn đồng hành, họ đã trở nên vô cùng thân thiết, không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Một hôm, nhà sư chỉ vào cái túi vải đang đeo trên vai và hỏi Tam Mã Sung, ông bạn có biết trong cái túi vải này đựng những gì không? Tam Mã Sung lắc đầu, không biết, nhưng tôi có thể đoán được là chẳng có gì quý giá cả. Nhà sư cười nói, ông bạn lầm rồi, thật ra trong này là những thứ quý giá lắm. Chắc là một tượng Phật. Không, nhưng cũng gần đúng như vậy. Hay là một cuốn kinh quý ghi chép những lời dạy vàng ngọc của Đức Như Lai? Không phải. Tam Mã Sung chịu thua, không đoán được. Nhà sư thông thả nói, trong cái túi vải cũ kỹ này là 200 nén bạc. Tam Mã Sung cười lớn, đại sư không đùa tôi đó chứ. Nếu ngài có được số tiền lớn như vậy thì việc gì phải lang thang khất thực. Nếu quả thật trong túi này đựng 200 nén bạc thì ngài thừa sức ăn mặc áo đẹp, vào quán trọ sang trọng mời tôi uống rượu quý, lẽ đâu lại chịu vào cái quán tồi tàn nơi chúng ta gặp nhau. Gương mặt nhà sư sáng lên nói, không, bần tăng không nói đùa đâu. Bần tăng mang theo 200 nén bạc nhưng không phải để tiêu dùng cho mình. Ông bạn muốn biết để làm gì không? Số là trong một chuyến hành hương chiêm bái Phật tích, tôi đã phát nguyện trong đời này nhất định sẽ đúc một tượng Phật bằng đồng thật đẹp để cúng dường Tam Bảo. Từ nhiều năm qua, tôi đã đi khắp nước Nhật để quyên góp từng đồng xu lẻ, tích lũy thành 200 nén bạc đựng trong cái túi vải này. Lần này tôi đến Kyoto là để tìm những người thợ giỏi nhất giúp tôi thực hiện tâm nguyện này. Tôi hy vọng số bạc này sẽ đủ để đúc được một tượng Phật bằng đồng. Đôi mắt nhà sư rực sáng lên khi nghĩ đến lúc thực hiện được tâm nguyện của mình. Hình như ông đang hình dung pho tượng Phật bằng đồng uy nghiêm và đẹp đẽ đang hiện lên là kết quả của bao nhiêu năm ông vất vả lạc quyên khắp chốn. Ông say sưa nói tiếp, Đức Phật sẽ ngự trên tòa sen trong tư thế ngồi kiết già. Trên trán Ngài có dấu chấm hiện toàn trí, toàn năng, và nụ cười của Ngài là một nụ cười từ bi vô lượng. Đó, ông bạn đã biết vì sao tôi giữ gìn cẩn thận cái túi vải này. Nhà sư lại cười và nói đùa. Người ta nói rằng ai mang theo vàng bạc là mang theo một mối nguy hiểm. Nhưng với một người anh hùng cao thượng như ông bạn, tôi không thấy có gì phải đáng lo ngại cả. Tam Mã Sung nghiêng đầu một cách cung kính, tỏ lòng cảm tạ ý nghĩ tốt của nhà sư về mình. Nhưng trong lòng anh ta đã bắt đầu ngổn ngang trăm mối. Vầng trán anh ta nhăn lại, cử chỉ có phần mất tự nhiên. Anh ta tự nghĩ, suốt đời ta ngang dọc chiến đấu, vào sinh ra tử, nhưng chưa từng có được một phần mười số bạc mà lão già đang giữ. Ta đang đói rách khốn khổ, trong khi lão có đến 200 nén bạc mà chỉ nghĩ đến việc đúc tượng Phật, không tiêu dùng đến dù chỉ một xu lẻ. Nghĩ đến đây, anh ta chợt thở dài. Than ôi, ta đã già thật rồi. Một kiếm khách vào độ tuổi 40 như ta thì còn làm gì được nữa. Chẳng còn ai thu dụng ta. Ta sẽ phải sống cuộc sống lang thang vô định này cho đến hết cuộc đời mình mà chẳng bao giờ có được một ngôi nhà ấm cúng. Rồi anh ta lại suy nghĩ, nếu có được 200 nén bạc, chắc chắn ta sẽ sống một cuộc sống sung sướng, không còn phải lang thang trôi dạt khắp đó đây.
Hừ, thế mà lão già này lại nghĩ đến việc dùng số bạc lớn lao đó vào việc đúc một cái tượng Phật vô tri, vô giác. Lòng tham và lý trí bắt đầu xung đột lẫn nhau, giày vò tâm trí Tam Mã Sum. Đôi lúc anh ta cầu mong cho vị sư già để quên đâu đó cái túi bạc và anh ta sẽ chiếm lấy rồi trốn đi. Nhưng làm gì có thể có chuyện đó. Lão ta lúc nào cũng không rời cái túi, khi ăn khi ngủ đều giữ bên mình. Một ý nghĩ táo bạo chợt đến với anh ta. Anh ta lắc đầu, cố xua tan đi ý nghĩ đen tối đó. Nhưng rồi nó lại trở về và dường như càng lúc càng ám ảnh anh ta nhiều hơn. Dần dần, lòng tham đã che mờ lý trí của anh ta. Giờ đây, trong đầu anh ta luôn suy nghĩ cách làm sao để đoạt cho được số bạc của vị sư già. Nhưng vị sư già chẳng hề nhận ra sự thay đổi của Tam Mã Sum. Ông vẫn luôn tin tưởng vào người bạn đồng hành. Khi đi đến một thị trấn, con đường bị cắt ngang bởi một dòng sông. Mọi người phải đi thuyền sang bờ bên kia. Người lái thuyền chờ cho đủ khách mới cho thuyền rời bờ. Lúc bước xuống thuyền, vị sư già loạng choạng thế nào suýt ngã xuống nước. Vừa thấy vậy, trong lòng Tam Mã Sum lập tức nghĩ ngay ra một gian kế. Hắn đưa nhà sư đến ngồi sau lái, ở một chỗ vắng người, gói bạc để ở giữa. Đợi một lúc thuận tiện không ai để ý, hắn vờ trỏ cho nhà sư một con cá đang nhảy lên khỏi mặt nước. Đợi nhà sư vừa nghiêng mình quay sang nhìn, Tam Mã Sum thẳng tay xô mạnh. Nhà sư bất ngờ không chút phòng bị, té nhào ngay xuống sông. Đợi cho thuyền chạy được một quãng xa, tên sát nhân mới giả vờ la lớn. Trời ơi, bạn tôi ngã xuống sông rồi, ngừng lại mau, dừng lại mau. Gió lúc đó đang thổi mạnh, cánh buồm căng và con thuyền nước đi phùng phục. Khi người lái thuyền cố sức neo con thuyền lại được thì không còn thấy dấu vết nhà sư đâu cả. Tam Mã Sum gào lên, nước mắt hắn giàn giụa. Nhà sư đó là người bạn thân thiết nhất của tôi. Trời ơi, bây giờ ông chết rồi, bỏ lại tôi một mình, khổ thân tôi. Mọi người trên thuyền thấy vậy đều xúc động. Tam Mã Sum lau nước mắt, đoạn nói với mọi người. Chúng ta phải báo việc này lên quan địa phương, nhưng tôi nghĩ làm thế sẽ mất nhiều thời gian khai báo. Phiền cho quý vị chậm trễ công việc, tôi cũng vậy, tôi cũng có việc gấp cần đi ngay. Vả lại, nếu khai báo, còn sợ liên lụy đến bác lái thuyền, không khéo bị nghi oan tội nghiệp, chi bằng ta cứ tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến Kyoto, tôi sẽ tự đứng ra khai báo việc này, khỏi phiền đến quý vị. Mọi người, kể cả bác lái thuyền, đều thấy là có lý. Hơn nữa, ai cũng sợ phiền phức, liên lụy, nên đồng ý giữ kín chuyện này và cứ tiếp tục cuộc hành trình. Khi thuyền cập bến, Tam Mã Sum cầm túi bạc nhảy phóc ngay lên bờ. Trong thoáng chốc, đã không ai thấy hắn đâu nữa cả. Tối hôm đó, trong một căn phòng riêng tại quán trọ, hắn rùng rùng mở túi bạc ra xem. Hắn thật sự lóa mắt khi đếm được đúng 200 nén bạc nằm trong chiếc túi vải cũ kỹ rách rưới. Bây giờ số bạc đã thuộc về hắn. Hắn bắt đầu vạch ra trong kế hoạch sử dụng số bạc đó như thế nào để ngày càng có thể sinh thêm nhiều lợi nhuận hơn nữa. Từ đây hắn sẽ không còn phải sống trong cảnh nghèo túng nữa. Tại Kyoto, hắn thay tên, đổi họ, cũng không còn làm kiếm khách nữa mà trở thành một thương gia giàu có chuyên kinh doanh lúa gạo. Mọi người ở đây chỉ biết hắn dưới cái tên mới là Tô Cự Bi. Hai thanh kiếm năm xưa được hắn bọc vào một túi gấm và cất kỹ dưới đáy một chiếc hòm. Hắn không muốn bất cứ ai biết được quá khứ trước đây của hắn. Bây giờ công việc hàng ngày của hắn là giao dịch buôn bán. Việc làm ăn của Tô Cự Bi ngày càng phát đạt. Hắn cưới vợ, sinh con, hắn thành đạt và trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, điều rất lạ là hắn chưa bao giờ có được một giây phút nào thực sự an ổn để tận hưởng những gì đã có trong tay.
hắn không hề cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống vật chất sung túc mà trước đây hắn từng mơ ước. Thay vì vậy, lúc nào hắn cũng sống trong sự cắn rứt của lương tâm, luôn cảm thấy hối tiếc, ân hận về việc đã làm. Để cố quên đi câu chuyện xấu xa ngày cũ và những nỗi ám ảnh đáng sợ, hắn phải lao đầu vào công việc làm ăn, mong rằng những bận rộn hằng ngày sẽ xua tan đi những ý nghĩ dày vò trong tâm trí hắn. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến lúc Tô Cự Bi cảm thấy cần phải nghỉ ngơi sau những ngày tháng lăn lộn trong việc kinh doanh. Hắn mua một biệt thự xinh đẹp, có một vườn hoa anh đào rộng lớn bao quanh và có cả những cây tùng xanh thẫm xen trong đó. Nhưng rồi Tô Cự Bi cũng không thể an hưởng tuổi già như dự định. Rời khỏi công việc kinh doanh, mặc cảm tội lỗi như càng lớn lên nhiều trong lòng hắn. Mỗi khi nhìn thấy những đồ vật quý giá trong nhà hay dạo chơi trong những khu vườn xinh đẹp, hắn đều không khỏi khởi lên ý nghĩ rằng tất cả những thứ đó đều có được từ việc phạm vào tội ác ngày xưa của hắn. Rồi hắn lại càng nghĩ nhiều hơn đến vị sư già đã bị hắn hại chết. Hình dáng của ông như sống lại trong lòng hắn với dáng người mảnh mai. Khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt và nụ cười luôn biểu lộ rõ một tấm lòng từ bi độ lượng. Hắn càng hối hận hơn nữa khi nghĩ đến việc làm tàn nhẫn của mình. Nhà sư càng từ bi, đức độ bao nhiêu, thì hắn càng độc ác, xấu xa, đáng khinh bỉ bấy nhiêu. Rồi một đêm trăng sáng, Tô Cự Bi nằm trằn trọc mãi, không ngủ được với những ý nghĩ dằn vặt ngổn ngang trong lòng. Hắn vùng dậy, bước ra đi dạo một lát trong vườn hoa cho khuây khỏa. Bỗng nhiên hắn dừng lại, dán mắt vào một cây tùng. Thật kinh ngạc làm sao, hình như có một bóng người mờ ảo đang hiện ra từ thân và cành của cây tùng. Thân cây tùng là người, cành cây là tay chân. Hình ảnh đó ban đầu mờ mờ ảo ảo, nhưng càng lúc càng hiện rõ hơn. Rõ ràng đó là một hình người với vóc dáng mảnh mai, gầy gò và cái đầu trọc lóc. Hai hố mắt sâu đen ngòm, má hóp, da tái nhợt như một người chết trôi sông. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã nhận ra người đó là ai rồi. Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng và đứng sững người ra, không còn cử động được nữa. Mồ hôi hắn vã ra như tắm. Sau một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn được đôi chút, hốt hoảng kêu thét lên. Là ông đó sao? Hình bóng nhà sư hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng, từ từ đi về phía Tô Cự Bi, càng lúc càng gần hơn, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ. Đứng chôn chân một chỗ như trời trồng, không còn đủ sức để chạy trốn. Nhưng rồi một lát sau, bản năng sinh tồn trong hắn chợt trỗi dậy. Hắn hét lên một tiếng lớn, rồi vùng quay người bỏ chạy thục mạng vào nhà. Bên tai vẫn nghe văng vẳng có tiếng chân người đuổi theo dồn dập. Chạy vào nhà rồi, hắn đóng sầm cửa lại, lao nhanh vào phòng và nhảy lên giường kéo chăn trùm kín cả người. Nhưng sau khi nằm yên trên giường một lúc, cơn sợ hãi lắng xuống và dòng máu ngang tàn của một kiếm khách trước đây bỗng trỗi dậy trong hắn. Hắn tùng chăn bước xuống giường, mở khóa chiếc hòm gỗ đã từ lâu cất giữ hai thanh kiếm ngày xưa. Nắm chặt hai thanh kiếm trong tay rồi, hắn cảm thấy can đảm hơn nhiều. Hắn thầm nghĩ, nếu đúng là oan hồn lão ấy đã về đây, thì ta cũng không thể trốn chạy đâu cho khỏi. Chỉ bằng đối mặt, đánh đuổi lão đi thì mới có thể sống yên được. Nghĩ vậy, hắn liền mở cửa mang kiếm đi thẳng ra vườn. Đến khoảng đất trống khi nãy vừa nhìn thấy hồn ma, hắn dừng lại đảo mắt nhìn quanh. Không phải đợi lâu, hắn đã bắt đầu nhìn thấy ngay một bóng đen mờ ảo ngay phía sau một cây tùng. Không, bóng đen ấy chính là cây tùng, nhưng đang từ từ chuyển dần sang thành hình người. Vẫn là cái hình dáng quen thuộc mà đã bao năm qua hắn không một phút nào quên được. Chính là vị sư già đã bị hắn đẩy xuống dòng nước sông ngày trước.
Trước hình ảnh khiếp đảm đó, dầu là một kiếm khách gan dạ cũng không khỏi trùng mình khiếp hãi. Nhưng vì nghĩ đến những mối nguy hiểm có thể sẽ đeo đuổi mình không sao tránh được, nên Tô Cự Bi cố xua đuổi nỗi sợ hãi, nắm chặt chuôi kiếm và đứng vững lại thay vì bỏ chạy. Trong chốc lát, hắn lấy lại tinh thần của một kiếm khách, xông ra trận và lao vút tới, vung kiếm chém loạn xạ vào bóng ma của vị sư già. Những nhát kiếm chính xác và mạnh mẽ, nhưng lạ thay, chỉ như chạm vào sương khói, làm cho bóng ma ấy cứ tan ra rồi tụ lại, cuối cùng vẫn cứ quanh quẩn bên gốc cây tùng như không có gì xảy ra cả. Sốt ruột, Tô Cự Bi dùng hết sức lao đến, định vung kiếm chém mạnh một nhát. Nhưng hắn chưa kịp vung tay lên thì cả thân hình hắn đã đâm sầm vào gốc cây tùng. Hắn dội ngược trở ra và đổ gục xuống mặt đất như một xác chết. Sáng hôm sau, người làm vườn tìm thấy Tô Cự Bi nằm bất động gần gốc cây tùng, hai thanh kiếm vẫn còn nắm chặt trong tay. Ông ta hốt hoảng, vội gọi người đến đưa chủ nhân vào nhà, mời thầy thuốc đến chăm sóc. Tô Cự Bi nằm liệt giường suốt mấy ngày sau đó. Khi đã tạm bình phục, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là lập tức ra lệnh đốn ngã cây tùng nơi xuất hiện bóng ma. Rồi đêm hôm ấy, hắn không sao cưỡng lại được ý nghĩ phải kiểm tra lại xem hồn ma của nhà sư đã bị xua đuổi đi nơi khác hay chưa. Hắn nấp sau một khóm hoa rậm gần nhà và dõi mắt về phía cây tùng đã bị đốn hạ. Nhưng thật quái lạ thay, rõ ràng hắn nhìn thấy bóng ma hôm trước lại hiện ra từ một cây tùng khác. Hắn thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ù té chạy bay vào nhà, phóng ngay lên giường ngủ và trùm chăn kín mít suốt đêm hôm đó. Hôm sau, Tô Cự Bi cho người mua về thật nhiều đèn lồng và treo khắp nơi trong vườn. Đêm đến, hắn thắp đèn gần như sáng rực cả khu vườn. Hắn nghĩ như vậy thì hồn ma sẽ không còn có thể hiện ra được nữa. Mặc dù vậy, hắn vẫn ở lì trong nhà mỗi khi đêm xuống chứ không dám đi ra vườn nữa. Thỉnh thoảng, hắn vẫn nhìn thấy qua khung cửa sổ dáng dấp của nhà sư già khắc khổ như đang rình rập hắn từ đâu đó. Từ đó, hắn đâm ra sợ sệt đêm tối và rất thường giật mình hốt hoảng vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Cuối cùng thì hắn đóng chặt cửa phòng và giam mình trong nhà suốt ngày, không dám đi ra ngoài ngay cả lúc ban ngày. Nhưng lạ thay, mỗi khi đêm xuống, hắn như vẫn nhìn thấy bóng dáng nhà sư hiện ra trong nhà, khi thì từ ngoài cửa phòng bước vào, có lúc lại đứng ngay nơi đầu giường của hắn, có lúc lại đi từ ngoài cửa sổ đã đóng kín mà thò đầu vào bên trong rồi nhìn hắn mỉm cười. Tô Cự Bi phát bệnh nặng, suốt ngày vùi đầu trong chăn, miệng luôn nói sảng. Vợ hắn mời tất cả các lương y nổi tiếng trong vùng để nhờ chữa trị, nhưng bệnh tình của Tô Cự Bi vẫn không mảy may thuyên giảm. Tin đồn về đại phú thương Tô Cự Bi bị ma ám sinh bệnh nặng được loan truyền đi khắp vùng, ai nghe cũng lấy làm lạ. Rồi một hôm, người vợ của Tô Cự Bi được nghe nói rằng có vị sư đạo cao đức trọng hiện đang ở gần Kyoto trong một ngôi chùa nhỏ. Ngài thường giúp đỡ tất cả những ai gặp khó khăn. Bà nghĩ bệnh của chồng mình vốn có liên quan đến tà ma ám ảnh, sao mình không thử đến nhờ đại sư giúp đỡ xua đi hồn ma này. Nghĩ là làm, bà lập tức sắm sửa lễ Phật, tìm đến ngôi chùa ấy dâng hương lễ Phật và đồng thời thưa rõ mọi việc với đại sư. Sau khi hỏi rõ mọi việc, nhà sư ấy suy nghĩ một lát rồi nói: bệnh ấy không thể dùng thuốc mà trị được, ắt là do nghiệp duyên xấu trước đây gây ra. Vậy phải thành tâm lễ bái chư Phật, phát nguyện làm lành lánh dữ, sám hối những việc xấu ác trước đây thì may ra sẽ được thuyên giảm. Người vợ Tô Cự Bi ghi nhớ lời dạy của đại sư, khi về nhà liền thuật lại cho chồng nghe. Tô Cự Bi vừa nghe xong thì mồ hôi toát ra như tắm, run rẩy nói: Thánh Tăng, Thánh Tăng, quả thật ông ấy là Thánh Tăng,
có thể biết được những việc ta đã làm trước kia. Ông ta liền hối thúc bà vợ ngay lập tức lên chùa thỉnh đại sư đến nhà cho ông gặp mặt, dự tính nói rõ và sám hối mọi tội lỗi với ngài và nhất định sẽ nghe theo lời dạy của ngài để hóa giải nghiệp chướng. Vị sư nhận lời thỉnh mời của người vợ Tô Cử Bi, lập tức theo bà về nhà. Vì Tô Cử Bi vẫn đang nằm liệt trên giường, người vợ liền đưa nhà sư đi thẳng vào phòng của Tô Cử Bi. Vừa nhìn thấy nhà sư, Tô Cử Bi bỗng hét lên một tiếng kinh hãi. Hắn chỉ tay vào nhà sư và la lên, giọng lắp bắp: "Có ma, có ma, mau gọi người đến giúp đuổi đi, có ma." Rồi ông ta kéo chăn trùm kín cả đầu, toàn thân run lên bần bật, biểu lộ một sự khiếp sợ vô cùng. Người vợ kinh hoảng trước sự việc đó, đưa mắt nhìn vị sư già cầu cứu, vì bà thật sự không biết phải làm thế nào. Vị sư già nhoẻn miệng cười thật hiền hòa, rồi nói với bà: "Không sao đâu, mọi việc rồi sẽ ổn ngay thôi mà." Và ông bước đến đứng ngay cạnh bên giường nằm của Tô Cử Bi, cất giọng trầm ấm: "Thôi nào, Ta Mã Sum, anh hãy kéo chăn ra và nhìn kỹ lại xem. Là tôi đây, chứ có ma quỷ gì đâu." Giọng nói của nhà sư như có một phép lạ thần kỳ. Người bệnh từ từ hé tấm chăn ra và dương mắt nhìn trừng trừng vị sư già như một vật lạ xưa nay chưa từng thấy. Rồi ông ta lắp bắp: "Là ông đó sao? Đúng, đúng là ông rồi. Làm sao lại có thể là ông được chứ? Có phải tôi đang mơ hay tôi đã chết rồi?" Nhà sư bật cười: "Anh chưa chết đâu, và cũng không mơ màng gì cả. Đây là sự thật, chính là tôi đây, người bạn đường ngày xưa của anh đây mà." Tô Cử Bi: "Không, có lẽ phải gọi anh ta là Ta Mã Sum, vì dưới mắt nhà sư, khi ấy anh ta vẫn là chàng kiếm khách lang bạc năm xưa, đã qua cơn kinh hoàng và bắt đầu lấy lại bình tĩnh." Anh ta thu hết sức lực để gượng ngồi dậy, nhìn nhà sư cho được rõ ràng hơn, rồi anh ta thở ra một hơi dài và nói: "Quả thật là ông rồi, đội ơn trời Phật, ông vẫn chưa chết. Bao năm qua, tôi chưa một lúc nào có thể tự tha thứ cho mình về sự việc xấu xa ngày ấy." Nhà sư chớp chớp mắt cảm động và nói: "Tôi biết, tôi biết, tôi vẫn tin tưởng rằng anh không phải người xấu, chỉ là trong một phút giây không tự chế được mình đó thôi. Nào bây giờ thì mọi việc đã ổn cả rồi, anh không cần phải tự trách mình thêm nữa." Ông bước tới, thân mật ngồi xuống giường và đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Ta Mã Sum. "Tôi từ nhỏ vốn đã học bơi lội rất giỏi, nên hôm ấy đã có đủ sức để bơi vào bờ. Tuy nhiên anh cũng thật ác, báo hại tôi phải đói và lạnh suốt một đêm hôm đó." Ta Mã Sum lại thở dài não nuột, hắn thì thào như chỉ nói với chính mình: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Lẽ ra tôi không nên hành động xấu xa như thế." Nhà sư cười to, như để phá tan đi nét sầu thảm và hối hận đang bao phủ trên gương mặt người kiếm khách già: "Không sao, không sao. Chỉ là sáng hôm sau đó, tôi đã gặp được một nhà nông dân tốt bụng. Họ đãi tôi một bữa no nê và còn tặng cho tôi một bộ quần áo mới nữa. Chỉ có điều là tôi lại phải bắt đầu mọi việc từ đầu vì tiền đúc tượng Phật không còn nữa." Ta Mã Sum nói với tất cả sự thành khẩn: "Bạch sư phụ, tôi thật sự ăn năn về việc đó. Nếu cho tôi một cơ hội khác, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm như thế." Nhà sư nhoẻn miệng cười: "Tôi cũng tin là như thế. Thật ra thì những năm qua, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ oán hận gì anh. Tôi chỉ tự trách mình chưa đủ phước báo để hoàn tất việc đúc tượng Phật theo đúng như dự tính. Vì thế, tôi vừa tiếp tục đi quyên góp, vừa nỗ lực tu tỉnh bản thân, hy vọng nhờ đó mới có thể có thành tựu được tâm nguyện." Ta Mã Sum ngần ngừ một lát, rồi mới hỏi:
Thế bây giờ sư phụ đã quyên góp đủ số tiền ấy chưa? Nhà sư vui vẻ cười. Đủ rồi, đủ rồi. Tôi cũng đã đúc xong tượng Phật rồi. Hy vọng sẽ có dịp mời anh đến chùa chiêm ngưỡng. Tam A Sum lúng túng. Tôi muốn trả lại số bạc ngày trước. Ồ không, tôi muốn trả lại gấp đôi số bạc ấy. Mong sư phụ nhận cho. Nhà sư bật cười khanh khách. Anh lại đùa tôi nữa rồi. Một nhà sư như tôi thì nhận tiền làm gì kia chứ. Tượng Phật cũng đã đúc xong rồi. Giờ tôi chỉ có mỗi việc là lo tu tập mà thôi. Anh không cần phải nhắc lại chuyện đó nữa. Tam A Sum lại thở dài. Bạch sư phụ, trong suốt mấy năm qua, con rất ân hận về việc này. Không biết phải làm như thế nào để chuộc lại lỗi lầm đã qua. Nay được gặp lại sư phụ còn sống, lòng con cũng thấy nhẹ bớt đi phần nào. Nhưng con vẫn cảm thấy không thể nào tự tha thứ cho mình về hành vi xấu xa đó. Xin sư phụ hãy nhận lại số bạc và dùng nó để giúp đỡ những người khốn khó. May ra nhờ đó mà con sẽ cảm thấy thanh thản phần nào. Nhà sư bỗng nghiêm giọng nói. Thôi được, xem như tôi giúp anh việc này vì tình bạn cũ của chúng ta. Tuy nhiên, qua bài học này thì anh phải ghi nhớ rằng khi ta làm một việc xấu thì cho dù không ai biết đến, nhưng chính lương tâm ta sẽ không tự tha thứ cho mình. Vì thế mà ta sẽ chẳng bao giờ được yên ổn cả. Tam A Sum cúi đầu xuống, nói nhỏ như chỉ để chính mình nghe. Vâng, đúng vậy, đúng là như vậy. Hôm đó, nhà sư ở lại ngôi biệt thự và cả hai người cùng thức đến tận khuya. Họ lại trao đổi chuyện trò như ngày nào khi cùng đi trên con đường đến Kyoto. Khi chia tay và đưa nhà sư vào phòng nghỉ, Tam A Sum cảm thấy như nhẹ hẳn cả người. Đêm đó, anh ta ngủ một giấc say, ngon như chưa từng được ngủ. Hôm sau, nhà sư từ biệt trở về chùa. Mấy hôm sau, Tam A Sum vừa hồi phục sức khỏe, đã lập tức đích thân mang 400 nén bạc đến chùa để giao cho nhà sư lo việc cứu tế. Anh ta còn nói rất thành khẩn. Từ nay con phát nguyện ăn chay, làm lành lánh dữ. Nếu thấy có việc gì con có thể làm được, mong sư phụ từ bi chỉ dạy. Chỉ mấy hôm sau đó, người dân khắp một vùng rộng lớn quanh Kyoto đều biết chuyện nhà Tôi Cự Bi được một vị sư già chữa lành bệnh. Không những thế, từ đó về sau, ông còn trở nên một người nhân đức, luôn sẵn sàng ra tay cứu giúp mọi người.